nó phải xem xưa mặt ngoài có hay không nhá. Thế tự nhiên thấy cung đang hẹp nhưng mà thôi cứ nong đi, rất là dễ bị dính đòn. Tuổi tăng trưởng hôm sau học kỹ hơn học kỹ năng tăng trưởng này, xem tuổi và giới này, cái này khai thác được không? Này dễ đúng không? Rất là dễ, hỏi bệnh nhân thôi. Có bệnh nhân đi vào nhìn rất là manly nhưng mà ghi tên là Đỗ Thị. Thế sao? Ban đầu mình tưởng con trai không? Nó nhìn rất là nam tính nhưng Đỗ Thị, tên Đỗ Thị nhưng mà đặt tên Facebook hoặc các cái là toàn là lấy tên là rất là nam tính, kiểu tomboy ấy, cẩn thận nha. Tuổi và giới. Cái này nhưng hỏi hỏi kỹ nha, được chưa? Dễ. Nhưng tự nhiên ừ, em năm nay 25 tuổi rồi, thế có dậy thì nữa không? Muốn năm xương được không? Năm không được đúng không? Phải bệnh nhân đang tăng trưởng đúng không? Thế tuổi bao nhiêu thì năm năm được xương? Mấy? Hai mấy? Dưới 18. Mấy mấy tuổi? Mấy tuổi thì năm được xương? Năm được xương hả? 13, 12. Rồi có người 18, người 13, 12. Có ai mặc cả khác nữa không? Mặc cả dần đi. Mặc cả tăng hay giảm? À 13, 18. Rồi, dài hơn chút xíu. Mấy tuổi? À, thường thường trước cái tuổi dậy thì 18 tuổi là rất rất khó nha. Thường cái xương hàm trên, cái đường khớp của hàm trên ấy nó đóng khoảng tầm 14 tuổi, nó đóng khít hết rồi. Nếu mình nong đơn thuần là không, sau 14 tuổi là gần thì không nong được, phải có hỗ trợ thêm vít hoặc thậm chí châm viêm và làm các tiểu phẫu ấy thì mới nong được nhá, được chưa? Đây là nong xương nhá, còn nong răng này tuổi nặng nong được răng đúng không, miễn là nó đáp ứng được các điều kiện của mình đó. Trước khi tuổi bệnh nhân dậy thì là dễ nhất. Thế nong xương hàm dưới thì sao, mấy tuổi? À, thôi bỏ qua cái khái niệm nong xương hàm dưới nhá, cứ nói nong xương hàm dưới nong được không, nó không tách được đường khớp này đâu, được chưa? Chỉ có nong răng, nghiêng răng thôi. Một số bác bảo ui nong xương rất rất khó, cực khó, mình chưa làm ca nào thành công mà. Và các thầy nói rồi đừng có nghĩ chuyện nong xương dưới. Đấy, rất là may mắn vì học một vài thầy như vậy đúng không, mình có nói rồi hàm, mặc dù hàm dưới mọi người làm lắp cái hàm nóng ốc nong ấy nhưng mà chỉ làm nghiêng răng ra thôi, được chưa? Đó rồi, đặc điểm giới tính thứ phát khai thác được không, xem nó tự nhiên dạng này cháu có cao hơn không, cháu có dậy thì không, dậy thì biết được không, trẻ con nó bị chiều cao nó tăng vọt này, con trai bắt đầu mọc mà các cái lông nách cái mô các kiểu đúng không, còn gái thì bắt đầu có các cơ quan sinh dục phát triển có chu kỳ chẳng hạn, hỏi bố mẹ cháu đúng không. À, thay răng mọc răng, bác sĩ răng này nhìn cái em biết được cái này không, tùy phát đến ngày đúng không. Hôm trước mình nói là giai đoạn nào dễ nhất, giai đoạn nào mình năm xương thì dễ nhất, à, giai đoạn răng răng thế nào ạ? Thường thường là răng cửa mọc rồi, răng sáu mọc rồi nhưng mà mấy răng kia chưa thay hết đúng không, đây là răng hỗn hợp đấy đó, tức là thay răng này. Phim của đống cổ, phim bàn tay hôm sau mình học kỹ hơn, được chưa? Rồi, ok, đây là mấy cái phim đúng không? Phim của đống cổ, phim bàn tay. À, ví dụ bệnh nhân này sao? Ví dụ bệnh nhân này, một bệnh nhân đến mình chụp phim bàn tay này thì nong không? Có. Thế bệnh nhân này? Ok, hôm sau học kỹ hơn. Thực ra bệnh nhân này cũng không, bệnh nhân này cũng không. Hai đứa đều không, được chưa? Bệnh nhân này sớm quá, bệnh nhân này chiều quá. Ok chưa? Đây là những bệnh nhân là trước tuổi tăng trưởng rất lâu, bệnh nhân này qua tuổi tăng trưởng lâu lắm rồi. Ôi, con em sắp đến tuổi tăng trưởng rồi. Được chưa? Rồi, giới hạn nong răng lúc nãy nói rồi đúng không? Đó, phải để ý nha, xem là nong được nhiều hay được ít nha. Không phải cứ vậy vặn nong rồi. Rồi đây là một số biện pháp nong như hôm vừa rồi mình có nói, một số cái cách dùng dây cung mở động này là dễ nhất đúng không? Mua dây cung to hơn bình thường. Đi vào nó tác dụng đẩy nong ra, hoặc bẻ ao ben, bẻ cung mulligan này, hoặc là một số loại hàm nong. Đây, cứ dây cung rộng hơn so bình thường này thì lực đàn hồi dây cung sẽ kéo cái răng của mình ra. Hoặc là mình dùng dây cung của mình ấy, mình uốn rộng ra, nhưng mà với dây là với các loại dây ví dụ dây SS, TMA cái kiểu mình uốn ra được, này thai vuốt, này thai thì vuốt rộng ra. Nhưng khi vuốt là có thể là cái dây là bị xoắn vặn nó hơi khó. Nên tốt nhất là mua cái dây rộng hơn so với cái cung răng của mình đang dùng là nó có tác dụng nó rộng. Hoặc bẻ ra bên ngoài được không? Bẻ ra bên ngoài là lệnh gì ạ? À, ao đúng không? Số ao ấy, hoặc là ao ben, được chưa? Hôm trước mình học là bẻ bẻ bù trừ thì bẻ gì? Trong trên lúc mình bẻ gì? Inhale, trên lúc mình bẻ inhale. In, lúc bẻ in để khi mình sợ mình kéo ra này, nó bị bật cái này ra ngoài đúng không? Thì bẻ vào trong. Nhưng khi mình mở rộng vùng răng là mình không bẻ cái đó hoặc bẻ ra ngoài, được chưa? Thì tự động lực đó sẽ làm cái vùng răng mình rộng ra. Ở đây cung mulligan này, cung mulligan này thường thường nó nhiều cách bẻ khác nhau nhá. Nhưng thường thường ban đầu mình bẻ để cho nó thẳng ra luôn. Để hôm qua lấy cái ống này cho à, bình thường là như thế này đúng không ạ? Ví dụ khi bình thường mình để một cái cung như thế này này, sau khi mình kéo vào cục răng, bóc vào cục răng này, nó uốn cong này, thì lực đàn hồi nó đẩy đẩy ra đúng không ạ?
làm cung răng mình rộng ra giống như là dương cung ấy, ban đầu như này đúng không, thẳng này, xong mình cho vào đây này thì lực đàn hồi nó làm ra cái này ra để mở rộng cung răng mình ra nhé. Từ hôm sau mọi người học bẻ cung Mulligan đó, cái cung Mulligan nhé, để làm rộng cung răng. Cái này bẻ rất là dễ. Ngày xưa mình khá là tốn kém về cái việc là làm hàm nóng bệnh nhân này, hoặc là mua một đống dây cung mở rộng. Thì thực ra mua dây cung mở rộng từ nhỏ lớn ấy nó cũng đắt nè, dây cung mở rộng cũng loại dây riêng nó khá là đắt. Sau dùng cái này ở tiết kiệm hơn nhiều, mới dễ hơn nhiều. Mình muốn nong phần răng nào bẻ cái móc này móc vào vị trí nào đó, ví dụ muốn nong vùng giữa răng 4 năm, ok, móc vào giữa răng 4 năm, muốn móc vào vùng răng 6, móc vào giữa răng 5 6, được chưa? À, đây cách dùng cung Mulligan. Chị dùng cái cung này thì lâu giai đoạn dây đi dây nào? À, thường thường là mình, nếu như mọi người muốn nong thì cái dây của mình dây to hay dây nhỏ, dây mềm hay dây cứng? Thứ nhất là dây to hay dây nhỏ, dây mềm hay dây cứng? Dây to, cứng. Thứ nhất là mình muốn cái răng của mình cố định hay thay đổi? Mình muốn răng của mình cố định hay thay đổi? Cố định hay thay đổi? Nó di chuyển hay là đứng yên? Đó, nó di chuyển. Nếu mình dùng dây cung to và cứng thì sao? Thì đứng im ở đây đúng không? Rất là khó. Thế khi đó nên dùng dây cứng hay dây mềm? Đấy, có bác bảo dùng dây SS, em dùng dây SS 1925 được không? Được không ạ? Thì nó mất hết lực này, cái này nó cứng quá mà, đi vào nó không có lực. Cái dây nó giữ lại mà, nó ổn định đúng không? Thì nó khó hơn, phải dùng dây mềm hơn. Rồi dây này thai thôi, được chưa? Thứ hai là dây to quá thì sao? Nó ổn định này đúng không? Khó kéo răng hai bên, bị mất lực vào dây cung nhiều mà. Mình là muốn mở được cung răng ra mà. Thông thường khi mình dùng hay dùng khoảng tầm 17-25 thôi. Cũng có trường hợp dùng 19-25 khi mình muốn thay đổi độ tiếp vào toàn này, nó chính xác này. Nhưng khi đó phải dùng cái này, dây lực này lớn hơn, lực đến cung Mulligan lớn hơn để mất lực vào cái dây cung của mình mà. Được chưa? Còn cứ tưởng SS 19-25 vào thôi, nằm mãi chẳng thấy nó đi được gì cả. À, được chưa? Mình hình dung được không? Mình muốn thay đổi, dùng dây mềm để nhỏ. Ví dụ đây là mọi người thấy bẻ rất nhiều lúc đấy không ạ? Khi bẻ nhiều lúc thì dây cung mình nó dài đúng không? Nó yếu hơn. Thứ hai mà bẻ được lúc này thì thường thường mình hay dùng lên dây là dây găm metal, nó cũng dẻo, dẻo và đét nhiều nha. Hay cho đó dùng cái dây như này thôi, chứ đừng có dùng dây đét nha. Rồi, hàm nong, hàm nong thì hôm trước nói rồi, nhắc lại qua một xíu thôi, các loại hàm nong này. Cố định tháo lắp này, đúng không? Quạt helix này, đó, hoặc là transport, hoặc là hàm nong có ống nong như này. Đó. Đó, hoặc là những cái hàm nong thụ động. Rồi ok, mọi người nghỉ làm chút xíu nhá, tí mình nói về phần cắt kẽ. Cắt kẽ hôm trước chưa nói đúng không? Hôm trước mới nói nong rồi. Thực ra là trong phần cắt kẽ là trong phần phân tích mẫu hàm có rồi. Còn một chút rồi. Ok, mọi người mình xuống cà phê nhá.